Good afternoon cả nhà. Hôm nay ngày nghỉ của Cindy thì làm công việc hết rồi, thì buổi chiều á ở bên này không có gì ngoài chuyện đi mò cần mua mấy cái gì mà trong những ngày lễ á, thì mình cũng tranh thủ mình đi cả nhà. Thì hôm nay Cindy đi vào một cái mò, phải nói ở đây là không phải một cái mò bình thường, mà là trung tâm mua sắm hàng giảm giá. Xin thì thấy Đàm Vĩnh Hưng á mọi người, đã có lần đứng trước cái mo này và giới thiệu với mọi người là Đàm Vĩnh Hưng đi mo ở bên Mỹ. Thì để xin thì giải thích cái mo này cho cả nhà mình nghe. Đây là một cái mo gọi là Great Mo, nó cũng gần nhà xin thì khoảng 10-15 phút. Đây là một cái trung tâm bán hàng tất cả những cái đồ hiệu mọi người, nhưng mà đồ hiệu giảm giá có khi tới 50%, 60% và giảm giá rất là nhiều. Bởi vì sao mọi người biết không? Đây là một cái trung tâm mua sắm rất là lớn. Thì ở bên Việt Nam mình nó có cái khâu mà gọi là cassette, cái khâu mà kiểm dịch hàng bị lỗi rồi đó mọi người. Thì đối với một người mắt bình thường như mình á, mình sẽ không bao giờ mình biết được. Nhưng mà những cái người mà nhà sản xuất á, họ sản xuất ra một cái quần hay một cái áo hay một cái gì đó mà nó chỉ cần là cái đường dây kéo nó không chuẩn nè, rồi nút nó bị đứt, hoặc là đường may nó không sắc sảo, thì lập tức ở nhà sản xuất người ta sẽ loại ra. Và khi người ta loại ra rồi á thì người ta sẽ bán với một cái giá rất là rẻ. Thì một điều á là cũng rất mừng là hôm nay ngày thứ ba mà xin đi thấy xe hơi nó full hết rồi. Lúc nãy xin đi vào mọi người thì kiếm chỗ đậu xe không có dễ đâu. Đó, thì hôm nay là còn 2 hôm nữa là một cái lễ tạ ơn rất là lớn của Mỹ. Thì gia đình, người thân người ta tranh thủ người ta mua quà. Đây là những cái ngày gần cuối rồi. Wow. Trước đây nè, cái tiệm này nè là cái tiệm game bán pizza. Bây giờ ế quá người ta bỏ luôn rồi mọi người. Đó, Redmore, trung tâm mua sắm hàng outlet. Thì anh Đàm Vĩnh Hưng ảnh đã từng đứng ở đây nè mọi người. Và ảnh có một cái clip nói về cái trung tâm này. Thì nếu như mà những người ở Việt Nam không được xin thì giải thích đó, thì không biết đây là một cái mo giảm giá mà tất cả những cái hàng hiệu đều có mặt ở đây. Mọi người nhìn đây là một phần 10 của cái parking đó, tức là chỗ đầu xe đó. Cái chỗ này nó rộng và nó lớn lắm mọi người. Bây giờ mình đi vô mo nha. Trước mặt của Cindy là Burlington, một cái cửa hàng rất là lớn, để Cindy vô cho mọi người coi sơ qua trước khi Cindy đi vô mo. Thằng này nổi tiếng về những cái hàng áo khoác, áo lạnh mùa đông á. Họ sẽ đóng cửa vào ngày Thanksgiving thứ năm. Ở trong này là họ thay đổi mỗi tuần luôn á. Sao bữa nay họ dời cho nó trống hết trơn mọi người. Chắc chuẩn bị bán đồ Noel. Giày. Giày cho phụ nữ. Cindy đi coi cái đồ nào đẹp không? Thường gì đồ ở đây ít đẹp lắm. Đây là cái mặt đỏ nè. Cái mặt đỏ là cái giá mà nó giảm giá cuối cùng á. Cái đôi giày này thì bình thường nó cũng mắc lắm cả nhà. Bây giờ nó discount lần cuối cùng là 18 đồng nè. Nhưng mà một khi đã cái mặt đỏ như vậy là không có return, không có thanh bách, không có trả được. Mùa này là bán mấy cái giày ủng nhiều. Mọi người biết không, mấy cái chỗ này nè, những người mà bán online á là họ vô đây họ mua nè. Họ mua để họ về họ bán đó mọi người. Có nhiều người họ có người thân ở bên Mỹ á, họ vào những cái chỗ này nè. Họ mua xong rồi hả? Ví dụ như là họ mua cái giá giảm giá, đúng không? Nhưng mà họ bán là họ bán cái giá mà mới đầu. Đó.
Trâm này thì nổi tiếng về xe bus nè, xe 9, 9,5, 10 nè. Trâm này nó nổi tiếng về áo khoác các mọi người. Cindy cũng gần phải mua giày bút rồi, hai đôi giày bút của Cindy cao đầu gối chuẩn bị hư rồi. Size của Cindy, chân Cindy số 8 nhưng mà Cindy luôn luôn là mua size số 9. Bởi vì mọi người biết sao không? Mình còn mang vớ ở trong á. Nếu mà mình size số 8, mình mua size số 8 á, đi vớ thêm nó chật á, nó làm mình đau chân lắm. Đó là cái kinh nghiệm mua giày mùa đông của Cindy nha. Ở trong này thấy vậy chứ hàng đồ hiệu không có nha mọi người. Người ta loại ra người ta bán giảm 50%. Chứ còn nhiều khi mình lựa được cũng đồ CK, đồ cũng hàng hiệu không á. Mấy đồ ngủ ấm 24 đồng bộ. Còn lại 12 đồng, 13 đồng. Đủ kiểu, đủ màu hết. Đồ lót. Đồ lót thì không mua ở trong này mọi người. Hiếm có đồ lót tốt lắm, giỡn giỡn không à. Đây, bự bằng cái đầu của xin đây. Mấy bà mì đen bự lắm. À, phía ngoài là họ bán đồ à, quà tặng Giáng sinh đó mọi người. Để xin đi ra ngoài cho mọi người coi. Dân mễ nó vô đây nó mua đồ, nó tặng cho người thân nó nhiều lắm. Mấy cái kẹo, cacao rồi à, mấy cái chocolate rồi đó. 9 đồng, dễ thương, mấy kênh cây thông nha em. Này để anh bàn làm việc đồ được. Đó, cái cây đó rồi mấy cái trái châu nhỏ nó mình móc lên. Mấy chỗ này là mấy chỗ bán gì, mấy chai đựng rượu đi tặng nè mọi người. Hồi đầu Cindy không biết, Cindy tưởng mấy cái bó. Quê mùa sau này ở lâu rồi mới biết. Mấy cái set mấy cái set này là ly uống rượu đồ này nọ đó. Với lại mấy cái ly này chỉ decorate vào cái mùa Giáng sinh. Ở Mỹ thì người Mỹ họ chơi theo mùa. Ví dụ như Noel thì họ trưng theo Noel. Thanksgiving thì họ trưng theo Thanksgiving đó cả nhà. Đây mấy cái chocolate. Ở trong nó có nhân nó gọi là truffle á, 5 đồng bịch gì nè. Hồi mà năm xin thì làm ở bên mình á, khách nó vô nó cho nhiều lắm. Mà mình đâu có ăn đâu. Mình kiên ăn muốn chết luôn à. Này khu vực cũng hàng chocolate. Cái này kẹo, kẹo bông gòn. À, cái máy đang nói trưng mễ với mọi người. Nó hỏi liên tục vậy đó. Này cũng chocolate 3 đồng hũ nè. À, Cindy thấy nhiều người vô đây mua về bán online lắm. Thật ra những cái hàng này là nó gần quá đát thôi. Ví dụ như còn vài tháng thì nó quá đát, nó bỏ ra để nó bán. Nó gọi là bán outlet. Chứ nó không phải là hàng hư, hàng thúi gì đâu nha cả nhà. Tranh ảnh cũng có luôn. Đây mọi người. Đó, áo gió, áo lạnh tha hồ lựa. Rẻ lắm. Giảm giá từ 20-50% tùy theo loại. Khu vực này là bán đồ để mình trưng bày Noel ở nhà rồi đó. Thật ra Noel cũng còn có hơn 3 tuần nữa chứ nhiêu. Người ta bán là phải rồi. Mấy cái đồ này rẻ lắm mọi người. Nếu mà vô Macy mua rất là mắc. Ở đây là giảm giá 50%. Có nhiều nhà họ chơi một mùa xong họ bỏ, năm sau họ mua cái khác. Năm sau là đồ cũng nít đó mọi người. Mấy cái hộp quà, đựng rượu, đựng bánh có sẵn hết. Đây, mấy cái hộp này là đựng rượu biếu á. Nhìn thấy vậy chứ nó nhẹ tưng à.
thiệp đồ cái gì cũng có hết. Thậm chí mùa này là dân tình đi vacation á, đi về gia đình rồi đi mễ nó về nước đó, đâu riêng gì Việt Nam mình đi về Việt Nam đâu, thì mễ nó cũng đi vô nó mua vali nè đó. Cái đồ Thanksgiving sắp tới thì mấy cái đồ Halloween đã để riêng ra để bán giảm giá, hằng hà sa số vali đủ màu đủ kiểu. Mình mua ở đây thì mình phải lựa nha mọi người, nhiều khi mua cũng trúng được đồ xịn mà nhiều khi mua đồ cũng lần đi về dập dụa hết đó. Đây là khu bán đồ của nít, giày vớ đủ thứ hết, nít trai gái từ nhỏ cho tới 12 tuổi nó mua khu vực này. Mọi người biết bây giờ á hả, dân tình bên Mỹ nó bán buôn nó cũng khôn lắm, bây giờ hả, nó tranh thủ nó bán trước cái ngày Black Friday, ai mua thì mua, chứ còn không phải đợi như ngày xưa mà đợi đến giáp ngày Black Friday là nó mới bán đâu. Bởi vậy bây giờ mình vào mình mua, mọi người thấy đẹp không, mình để đèn cầy rồi đó. Ở bên Mỹ đó người ta coi trọng cái con voi đó mọi người, vì con voi là nó mang lại sự may mắn á, cho nên là thường đi vào những cái mall là thấy nó bán mấy cái con voi nhiều lắm. Đây có ba anh chàng khỉ, như bốn anh bịt miệng bịt mắt bịt mũi bịt tai gì đây, thiếu anh rồi. Mấy cái crystal này đẹp quá cả nhà, mua để bàn thờ được á ha, 12 đồng 13 đồng mua một cặp cái mình để bàn thờ được nè, quá đẹp luôn, xinh lung linh luôn. Em có bộ ba nữa nè. À, mấy em thiên thần dễ thương, crystal đó, dây gói quà, thùng gói quà đầy đủ hết. Hồi trước có người hỏi Cindy là ở bên Mỹ có người ta gói quà không, người ta không có gói quà nhưng mà người ta gói sẵn vậy nè mọi người, tùy theo cái gói quà của mình canh mình mua. Đây đại khái là như vậy. Đây là, đây là cái hộp tặng Christmas nè. Đó, mấy ông già Noel dễ thương. Nè cả nhà mình coi nè, đồ hiệu không đó, Reebok nè, Michael Kors nè, BB nè. Hiệu này không có đẹp, không có fashion nhưng ấm lắm mọi người đó. Giá nó có 100 đồng, giờ nó còn 60 đồng. Thôi đồ bé gái dễ thương, lắm chậm biết đi nè, mấy cái đầm Christmas nè. Đây là cũng khu vực bán quà nữa nè, mấy cái quà ta mua ta tặng đó. Ba cái xà bông tắm này, rồi ba cái lotion rồi đó. Đây, mấy cái áo già rồi là sức mấy mà nó sale, nó sale 10% thôi, nó khôn lắm. Đó, bên kia là mấy cái đồ nước sơn rồi dầu thơm rồi sữa tắm rồi cả nhà. Đó, mọi người coi bà con xếp hàng trả tiền dài ngặt ngặt luôn. Mấy cái bộ trang điểm, mấy này rẻ lắm. Ê, xin đi coi nha, một bộ như vậy có 15 bạc nha mọi người, bộ cỏ trang điểm, cỏ trang điểm là người ta mua người ta cho nhiều lắm, tại vì hầu như phụ nữ nào cũng thích làm đẹp.
cho một bộ này là nó không mắc nữa. Đây nè, nó vừa túi tiền mà nó dễ tặng. Đây là mấy cái set xà bông nè, xà bông rửa tay. Ô, mình chảy răng, chảy răng quá trời vậy ta. Đó, nhiều người ta mua mấy chỗ này về ta bán hàng online đó. Ở đây nó bán đồ linh tinh lang tang, cái gì cũng có, bao tay bao đầu đó, kem đánh răng giảm giá kìa mọi người, dầu thơm. Đó, từng dãy gì đó, mình có nhu cầu gì thì mình đi kiếm. Đây là cái khu vực bán bóp. Hầu như Cindy thấy phụ nữ là ham bóp lắm. Không có người nào mà một cái bóp đó. Trung bình người nào cũng vài cái bóp. Đây cũng là đồ hiệu không đó nha mọi người. Mềm. Chia ra. Hầu như người nào cũng vài bóp, mà mua đồ tặng cũng mua bóp. Đem về nước cũng bóp. Mà năm nay Cindy thấy ấn á, ấn với mễ đi nhiều lắm. Hồi về nước á, có người mua cả chục cái nè, đó giống như hai vợ chồng mình đang lựa chục cái bóp luôn á. Họ đem về nước họ họ cho. Night wet, gas BB nè. Nói chung mấy ngày này vô chơi thôi mọi người. Chứ còn vô mà mua cái like mệt lắm. Trả tiền mệt lắm, chờ đợi. Đó, chứ mặt của Cindy là dầu thơm không. Người ta sợ ăn cắp á, ta phải vô mấy cái hộp vậy á. Rồi mình mua cái mình đem ra chỗ cái xe người ta tháo ra. Cái mùi này, đây mình này cũng, Elizabeth Taylor này cũng thơm, mình mùi gắt lắm, rẻ tiền. Cod có nè, CK có nè, Victoria's Secret có nè, Polo có nè. Nói chung là hàng gì cũng có mọi người, mà hàng những cái hàng này là nó gần hết đát nè. Đó, Tommy nè, nó giảm giá 50%, nó ra nó bán còn vài tháng nữa hết đát, nó sợ hết mùi thơm. Đây là mấy cái hộp dầu thơm Hummer. Hummer có dầu thơm nữa hả ta? Tưởng đâu chỉ có xe thôi chứ. Đây, mấy bộ, thường thường mấy bộ này là của nam. Guess nè. Đó mọi người, đi bút nè. Lăn nách cạo râu gì có hết. Đó, nếu mà ai mà bận theo mùa đó thì mình cứ mùa nào quần áo đó mình vào đây mình lựa. Nhưng mà Cindy nói một cái chiêu cho cả nhà mình biết, tức là mùa đông thì mình mua đồ của mùa hè, mùa hè thì mình mua đồ của mùa đông, chứ còn mình mua đúng mùa thì nó sẽ mắc. Cindy vừa mới đi cho cả nhà mình xem, chỉ còn một cái cửa hàng Burlington nằm ở trong cái mall Blackmore thôi đó nha. Đây, áo gió size L. Wow, dày quá. Trên người của Cindy cũng bận một cái áo da đó mọi người. Hồi đó Cindy cũng mua ở trong này nè, bền lắm. Mấy áo này bận cực kỳ ấm. Có người thì mua về bán, có người mua về tặng, có người thì mua về tự thưởng cho mình. Cindy cũng quay cho cả nhà xem một cái thương hiệu Burlington
ăn nên làm ra trong cái mùa chuẩn bị Thanksgiving và Giáng sinh. Bây giờ trước khi đi ra ngoài thì xin đi ngừng cái video ở đây và cảm ơn mọi người đồng hành theo dõi với Cindy trong những cái video mà Cindy quay. Bây giờ mình ngừng ở đây và mình sẽ đi vào mall nha cả nhà. Toàn hiệu không chứ. Đó, ở ngoài này họ cũng trưng thêm một số để cho mọi người tiện thấy trước mắt mua để về để trước cửa hoặc là để dưới mấy cây thông đó mọi người. Xin thì gửi lời chào, bye bye nha.